ơn các bạn đã xem video và mong các bạn hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Và bấm vào cái chuông để nhận các thông báo miễn phí nhé. Trung tâm giống bồ câu Hà Tĩnh, trại bồ câu Anh Dung, thôn Đông Tiến, xóm 8, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại di động 0977006968 0988800153. Chúng tôi chuyên cung cấp giống bồ câu Pháp, cu gáy, chim chỉ, gà lôi, gan Pháp, trứng gà ta. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế với tổng đàn hơn 4.000 cặp chim Pháp, 50 cặp cu gáy đang sinh sản. Trung tâm chúng tôi đã lập một công ty riêng để chuyên bao tiêu đầu ra cho quý vị bà con, thu mua chim bồ câu mọi lứa tuổi. Trung tâm chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng các bài thuốc dân gian để phòng và chữa bệnh cho trại bồ câu, nên con giống chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và không dư thừa kháng sinh trong cơ thể và không bị lừa thuốc. Và hứa ân dẫn cách nuôi, phòng chữa bệnh cho bồ câu để bà con đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Chúng tôi nhận bao đầu ra cho bà con, thành công của bà con là niềm vui của chúng tôi. Bồ câu chúng tôi đã quen với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung nên giống chúng tôi dù bà con nuôi ở đâu cũng thành công.